Sự hoàn mỹ. Các bạn ấy xinh đẹp quá. Các bạn bướm ơi, cho mình chơi cùng với. Ai gọi chúng mình đấy nhỉ? Ai? Ai đấy? Trời ơi, giật cả mình. Sao? Cái gì thế? Các cậu có biết ai vừa gọi chúng mình không? Hãy nhìn kia kìa. Hả? Sao các bạn lại cười? Ôi trời, tưởng là ai? Hóa ra là sâu róm. Bạn có biết bạn là ai không mà đòi chơi cùng chúng mình? Đúng vậy, hãy nhìn lại mình đi. Vừa chậm chạp, vừa xấu xí, nhìn đã thấy khiếp rồi. Ôi, đẹp quá. Mình đang ở đâu thế này? Trời ơi, đây là thiên đình sao? Hả? Cái gì thế? Sâu róm à? Dạ, dạ, con chào Ngọc Hoàng. Chào hỏi gì? Sao ngươi lại ở đây? Có biết đây là đâu không? Trông thật là ghê, làm sao mà ta ăn được nữa? Ngươi làm gì thế? Làm sao mà khóc? Ta đã làm gì ngươi đâu? Ai ai cũng tránh xa, sợ hãi ghét bỏ con. Ngay cả đến Ngọc Hoàng cũng hắt hủi con. Người tạo ra mọi vật đều thần diệu, vậy tại sao người lại chia cuộc đời con ra làm hai giai đoạn? Giai đoạn đầu làm sâu róm, vừa xấu xí, vừa chậm chạp, khiến ai cũng ghét bỏ. Giai đoạn sau làm bướm bướm, không những nhanh nhẹn xinh đẹp mà còn mềm mại uyển chuyển, được thơ văn ca tụng. Như vậy không phải là bất công sao ạ? Ta không có ý ghét bỏ con. Ta... Sao người không phân chia đều một chút? Ví dụ như người hãy làm cho con bây giờ tuy có hơi xấu nhưng lại nhanh nhẹn. Đến khi làm bướm bướm xinh đẹp thì người làm cho cử chỉ chậm rãi hơn một chút, để cho mọi người chiêm ngưỡng. Như vậy dù có là sâu róm hay bướm bướm, con vẫn có thể vui vẻ. Nếu mà làm như vậy, con sẽ không sống được bao lâu đâu. Tại sao lại thế ạ? Bởi nếu con có vẻ đẹp của bướm nhưng lại di chuyển với tốc độ chậm chạp của sâu róm thì chẳng mấy chốc con sẽ bị bắt. Con phải biết một điều, chính vì con chậm chạp, ta mới cho con một vẻ ngoài khó coi để cho mọi người không dám động vào con. Bây giờ, con có muốn đổi không? Ồ, không, xin Ngọc Hoàng hãy giữ nguyên sự xếp đặt của người. Giờ con cảm thấy rất hài lòng với bản thân rồi ạ. Đẹp hay xấu, nhanh nhẹn hay chậm chạp đều không còn quan trọng. Chỉ cần luôn lạc quan với những gì mình có, sẽ phát hiện ra những điều tuyệt vời ẩn giấu bên trong. Hóa ra là một giấc mơ. Con cảm ơn Ngọc Hoàng. Hạnh phúc khi ta yêu thương, tình người với bao buồn vui lắng sâu trong tâm hồn, cuộc sống cho ta điều kỳ diệu.